Nummer 2. Hallo Eva, hier ist Carlos. Du, ich kann unsere Verabredung um 6 nicht einhalten. Was ist denn los? Ich muss in der Firma noch etwas erledigen. Das dauert ungefähr eine Stunde. Also dann um 19 Uhr? Nein, lieber um 7:30. Rồi bây giờ Hà hiểu hết nguyên đoạn không? Dạ không anh ạ. Họ nói quá nhiều đúng không? À, cả như Quỳnh, con nghe được cái từ nào không Quỳnh? Hôm nay để từ H-can gì đấy và H-motor, tôi là tôi thích cái gì đấy, xong cuối cùng là Uma Nice and War. Và xong rồi anh ấy bảo Night Liver. Có một câu mà người Đức rất hay nói cửa miệng, đó là What is lost? Ở trong đó là cái cô đó, cái cô Eva đã nói hỏi anh Carlos này như thế. What is lost? Không biết là hai bạn có biết cái câu đó không? Hà có nghe, có bao giờ nghe What is lost chưa? À, kiểu như kiểu là chuyện gì đang, cái gì đang xảy ra hay là... À đúng rồi, đúng rồi, lost tức là một cái gì này, một cái gì đó đang xảy ra, gọi là nó gọi là lost. What is lost? Đó, là người Đức rất hay dùng cái câu này ở trong cái văn nói ở ngoài đời ha. Nếu mà có cái gì chẳng hạn bây giờ mình đang ngồi với bạn bè uống cà phê, bỗng như mọi người nghe một tiếng đùng ở ngoài đường thì mọi người sẽ hỏi What is lost? Đó, người Đức họ cũng vậy. Hoặc là bây giờ như trong trường hợp này hai người này hẹn nhau, nhưng mà cái anh Carlos anh nói anh không thể đến cái giờ đó được, thì cái chị kia sẽ hỏi là What is lost? Đó. Còn nghe là anh này thích cái gì đó là không có đúng ha. Anh này ảnh nói một cái từ mà mình nghĩ là cả hai bạn đều biết. Không biết Quỳnh được học cái từ phải chưa Quỳnh? Chưa. Vậy thì con không biết cái từ đó rồi. Hai người này á trao đổi khó hơn cái ví dụ trên là trao đổi dễ hơn, ở đây trao đổi phức tạp hơn mà câu nói cũng khó hơn. Cái này á mà thi ở A1 cái này là thật là khó, mà ở đây người ta cho ở đề A1 là A1 này là nâng cao lên rồi, cho nên họ cho mọi trình độ của A1, mọi cái level của A1 ha, cho nên là mình thấy là cái ví dụ, những cái ví dụ này ở trong này rất là hay, họ sắp theo thứ tự từ dễ tới khó là họ sắp có bài bản hết á. Bây giờ mình chờ. Vẫn cứ đứng ra từ phải đúng không? Từ phải trong motion đúng không? Đúng rồi, bây giờ Hà nhận ra rồi đấy. Cái từ đó là từ phải đấy, là anh ấy nói anh ấy phải motion á. Hả? Và trong motion á. Không biết là Quỳnh học từ motion chưa Quỳnh? Chưa. Con học từ son len đúng không? Từ có nghĩa gì ạ? Từ Müssen là mình phải mà làm cái gì? Mình phải học tiếng Đức ich muss Deutsch lernen. Đó, là Müssen là phải. Con sẽ được học tới thôi. Từ từ con sẽ dạy tới theo trong chương trình thôi. Cái từ phải cũng rất hay dùng ngoài đời ha. Phải. Đó. Bây giờ ý hai bạn thế nào? Thêm một ví dụ nữa hay là chúng ta phai am? Đã ăn ạ. Hả? Con có bảo sao? Ăn đi ăn ạ. À đi ăn rồi phải am. Tức là con nói là cháu phải đi ăn, con nói làm sao? Mới học cái từ phải đó. À, đúng rồi. Nhưng mà nói bây giờ cháu phải ăn buổi tối, nói làm sao? Ich muss abend essen. Abendbrot.
It must thôi, không có must sir. Động từ must sen chia ra không có sir. It must. A been brought. Sen đó, con đọc lại đi. A been brought là buổi ăn tối ha. A been không á, là buổi tối. Còn buổi ăn tối là phải thêm chữ bánh mì á, ghép chữ bánh mì vô. Rồi là A been brought. Con nói lại nguyên câu. Cô dạy con đi bữa tối là A been essen. A been essen. Tại vì á, là bây giờ nếu mình nói là Xbox A bên SN SN mình nói liền hai từ SN SN nghe cái câu nó không hay, cho nên là chú mới chỉ con là A bên Broad SN thì nghe nó hay hơn, chứ còn nói là Xbox A bên SN SN cũng hay, cũng là đúng, nhưng mà nghe hai từ SN nó đi liền nhau như vậy nghe nó nặng lắm. Còn nói là Xbox A bên Broad SN, nói lại xem. Xbox A bên Broad SN. Ok. It function the quarter appetite. Mood đây là kiểu cái từ phải là động từ quyết thiểu đúng không ạ? Đúng rồi, động từ phải đó. Thế thì chắc còn sao tự học ạ? Còn mới học từ quyền đúng không ạ? À, con học từ là có thể đúng không? It can, do can't, đúng không? À. À, đúng rồi. Bây giờ chú sẽ dùng cái động từ đó nói với con là do can't yet. I'm brought as and can. Con hiểu không? Có ạ. À, tức là nếu mình xin phép á, là cái người chủ nói ok, du khan yes aben aben brought essen gain. Du khan yes gain, họ nói vậy cũng đủ rồi đó, họ không dùng aben brought nữa. Chẳng hạn mình đang làm ở trong xí nghiệp, mình nói là tới giờ ăn rồi, tôi phải đi ăn, thì cái người tổ trưởng nói ok, du khan gain là đủ rồi đó. Họ chỉ nói nhanh vậy thôi ha. Rồi, vẫn sẽ đi question appetite nha. Rồi, vậy là Hà, chừng nào thì Hà có thêm in thi Hà? Dạ, sáng đầu tháng 11 ạ. Vậy còn có 2 tuần nữa. Vậy thì thi á, là có phải đóng tiền thi không? Dạ có ạ, em đăng ký thi nhưng phải đóng tiền. À, bao nhiêu cho một kỳ thi vậy? Dạ, đấy nộp hộ em chưa biết, em đăng ký thi rồi. Nhà em nộp chuyển cho. Ủa mà thi xong có A1 rồi Hà mới đăng ký học lên B1 đúng không hay là sao? Dạ vâng đúng rồi, em thi là chủ yếu là muốn là kiểm tra cái trình độ của mình để xem là khả năng mình tự học có được không, có khả năng đúng không, nếu mà được thì em tiếp tục học ở đăng ký học ở trung tâm A2 B1, còn không được thì em sẽ đăng ký học tiếp tục học A1. Thì tính như vậy cũng được. Còn vì là cái bằng A1 thì không có tác dụng cả, mình muốn thi thì mình xem là cái khả năng của mình ở cái tầm tuổi như mình học thế, nên xem là cái khả năng của mình như thế nào. Mình thử xin trước khi được người khác dạy. Ok. Rồi, mình thì mình thấy là khả năng Hà là có phương pháp học. Kiểu như bạn đã được học đại học về cái nghề của bạn rồi, cho nên bạn học là bạn có cái phương pháp để học. Nhưng mà ở tiếng Đức á, vì cái phát âm của nó như là ngữ pháp của nó phức tạp hơn tiếng Anh. Nếu mà mình muốn học tự học tiếng Đức á, thì mình phải lên rất nhiều, tại vì nhiều người dạy tiếng Đức trên mạng quá, mình phải lựa được một người nào mà dạy phù hợp với mình á, thì nó quá mất nhiều thời gian, nó mất nhiều thời gian lắm, người ta dạy nhiều quá, kể cả người Đức họ cũng dạy ha, người Đức họ cũng lên không dạy đó, nó mất nhiều thời gian với mình lắm. Còn mình học ở chương trình mà người ta dạy là theo một chương trình mà người Đức đã soạn hết rồi. Họ đã soạn kỹ lắm rồi. Giống như là cái vừa thi vừa rồi, cái mà đề vừa rồi nói về giờ giấc á, là họ soạn, nó nâng từ từ lên. Và cái câu mà giới thiệu ban đầu lúc đầu á, mình thấy ví dụ 1 á, họ cũng nói là cái câu có 2 câu thôi. Tới ví dụ 2, họ nói lên 2-3 câu khi họ trao đổi bằng tiếng Đức á ha. Đó. Rồi ví dụ cuối á, là họ nâng cái nói của họ lên tới 4-5 câu nữa.
À, tức là họ nâng từ 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 lên, nghĩa là họ dạy rất là có phương pháp. Nếu mà mình vô trường mình học theo những phương pháp mà họ đã soạn thẳng sẵn á, thì họ tính là 600 giờ học là mình sẽ đạt trình độ B1. Họ tính như vậy đó. Ở nước Đức là mọi người khi qua Đức mà học B1 ở Đức dạy á là học 600 giờ. Đó, họ tính toán hết rồi, họ soạn thảo chương trình như vậy rồi. Thì nếu mà mình muốn nhanh á, thì chỉ có cách là mình vô trung tâm mình học theo cái chương trình họ soạn á, nó có bài bản như vậy á. Còn nếu mà mình mà tự học á, mình cứ phải lên mạng mình tìm kiếm những cái người dạy á, thì họ dạy theo cái cảm tính của họ, không biết họ có dạy theo giáo án hay không. Nếu họ dạy theo giáo án á thì mình đi theo được, còn họ dạy theo cái cảm tính, theo cách nghĩ của họ ấy, thì là mình sẽ bị rối mớ bồng bông. Mình không biết mình ở đâu đó, đó Hà, mình không biết đó. Cái đó là cái mà mình nhận định về học tiếng Đức ha. Thì Hà vẫn có thể là xem coi là cái nào phù hợp với mình, có nên vào trung tâm hay không ha. Theo mình á, vào trung tâm là học bài bản lắm, là nhanh lắm. Với cái cách mà học của Hà, biết cái cách phân tích để học thì rất là nhanh, giống như là Hà phân tích về Derrida nên học nó như thế nào thì Hà học Hà sẽ nhận thấy là vào trung tâm Hà sẽ biết cái cách học thật là nhanh. Cái đó là cái mình nghĩ thôi nha. Còn Hà vẫn có thể là lên trên mạng học, tự học như thế nào, thì cái phát âm nó nữa, giống như là cái từ, những cái từ mà đấy mình nghe là họ nói á, thì mình nghe không ra vậy, chứ mà viết ra cái mình nhìn mình thấy mình biết hết à, đúng không? Kể cả là như Dạ đúng ạ. như em Quỳnh đây nè, em đọc là ở trình độ A1 của em thôi, mình nghe không ra, đúng không? Hà nghe không quen, bởi vì mỗi người họ đọc theo cái giọng của họ, nhưng mà khi viết ra thì cái chữ viết nó giống như nhau hết, là mình biết luôn, đúng không? À, thì thôi, mình chúc là Hà mà có thi thì thi sẽ thành công, rồi chúng ta lại tính tiếp ha. Thì cứ cứ chịu khó ôn luyện, văn ôn võ luyện, Hà cũng biết rồi, giống như đứa con nít ngày nào nó cũng học mà. Con nít ngày nào nó cũng học, nó cũng nói, nó nói đại, nói riết rồi nó nói thành thành được ha. Đúng không? Rồi. Em thì cũng nghĩ là cái thời gian mình thi được hay không là do mình bỏ thời gian với tiếng Đức như thế nào. Thật ra thì mình mà học ở trung tâm, nhưng mà học trung tâm tốt nhưng mà mình về nhà mình quăng sách đấy thì cũng không hiệu quả được. Thì em là quan niệm như thế, nên là mình cũng thử 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 tiếp tục như vậy. Tức là mình học có trung tâm rất là đúng và rất là tốt thật, nhưng mà ví dụ như mình cứ đặt hết vào trung tâm đó, mình chỉ học 2 tiếng ở trung tâm thôi, nhưng về nhà mình không ôn thì chẳng có trung tâm nào có thể giúp mình trong 600 giờ mà mình đạt được B1 cả. Thì đúng rồi, Hà nói cũng đúng, nhưng mà nếu mình có cả hai á thì nó rất là nhanh. Dạ đúng, cả 2 được thì rất là tốt. Em thì lại còn vướng về nhiều nhiều việc nữa, trung tâm này của mình lại vướng nhiều việc. Thời gian mình đi trung tâm mình chắc chắn mình sẽ phải tính toán tiếp đến trường hợp mình đi học ở trung tâm nữa, sẽ cố gắng này, hy vọng là Thì tại vì mình còn phải vướng công ăn việc làm, chứ không phải mình như là các em trẻ là chỉ ăn rồi học không á, thì quá dễ, đúng không? cái này là cái nói hơi bào chữa nhưng mà phải sẽ cố gắng thôi. Không không phải bào chữa đâu, thật sự mình đi làm cả ngày mình cũng bị phân tâm về công việc, rồi mình bị sức lực mình chia vô trong đó nữa. Còn nếu mà mình chỉ ăn với học không á là nó khác à, nó thật sự á. Thì mình học á, mình học có chủ đề, có chủ đích, giống như bây giờ cái ngày giờ, nói cái giờ hôm nay á, mình học á, mình cố học làm sao hãy nói tới cái giờ á, là mình chuẩn luôn đó. Những thắc mắc là hôm nay là được giải đáp về giờ giấc rồi, hiện giờ á, là Hà có vẻ yên tâm. Còn họ nói cái đu đó là Hà cũng biết rồi ha, là yên tâm luôn. Khi mình nghe cái từ đu cái là mình biết là mình khỏi cần phải chú ý tới nó nữa, đặng mình chú ý tới cái câu nói của người ta, còn mình vướng nó một cái là mình bị chậm hết nửa câu của người ta, đúng không? Mình cứ nghe người ta nói đu ở đầu câu hoài, nó không hiểu tại sao họ lại dùng như vậy á, mình cứ thắc mắc hoài cái là nỗi cái thắc mắc đó là mình bị rớt hết cái câu kế tiếp rồi.
Dạ đúng ạ. Thì đó mình cứ thì đó mình nói là mình dạy, mình ôn với các bạn ở đây là ôn trên thực tế, còn các bạn học ở trường lớp là các bạn học về kiểu như là khoa giáo. Giữa thực tế và khoa giáo khi kết hợp thì các bạn sẽ được giải tỏa những cái vấn đề đó, giống như hôm nay ở trong giáo trình đâu có ai dạy có cái từ đu nó đứng có một mình như vậy đâu hả. Đấy mà ở trong văn nói khi mình nghe đó, người ta mình phát hiện ra là họ nói cái kiểu như vậy. Rồi thôi chúng ta kết thúc buổi học hôm nay. Hy vọng tuần sau chúng ta lại có dịp trao đổi với nhau để ôn luyện thêm. Thì Hà tích cực ôn luyện vô đi để rồi coi cái kỳ thi sắp tới coi là mình ở cái level nào Hà nha. Dạ vâng. Rồi thôi chúc một buổi tối an lành, một buổi tối ngủ ngon để tuần sau có thêm nhiều sức lực cho cái ngày đầu tuần làm việc ha. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn bạn Quỳnh nữa. Cảm ơn Duy. Rồi mình cũng cảm ơn là Hà cũng đã tích cực tham gia ha. Chúng ta cùng một mục tiêu cuối cùng là học cho được tiếng Đức để chúng ta có cái dịp mà qua Đức sinh sống và làm việc tại Đức. Tạm chia tay ha Hà nha, hẹn tuần sau. Vâng, em chào anh ạ, em cảm ơn ạ. Rồi, chào mọi người, xin bye bye.